Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục các bài giảng của mình trong chuỗi các bài giảng quan trả. Thì hiện tại có rất nhiều bạn bảo là không đăng ký được vào diễn đàn học đàn. Thì nếu các bạn không đăng ký được thì các bạn có thể lên trực tiếp kênh youtube.com và các bạn search từ khóa Anh Tiến 235 viết liền không dấu để ra các bài giảng của mình. Thì mình cũng có 3 chuỗi bài giảng. Một là chuỗi bài giảng hướng dẫn tự tập guitar điện hát cơ bản, các bạn có thể search từ khóa đó thì các bạn sẽ ra chuỗi bài giảng. Bây giờ đến bài thứ 5 rồi. Thì gồm các bài giảng cho người chưa biết một tí về guitar. Và dưới mỗi bài giảng ở trên youtube.com, phần ngay bên dưới clip nó có link của bài tiếp theo, các bạn hãy để ý để các bạn theo dõi liên tục. Chuỗi bài giảng thứ 2 là chuỗi bài giảng quạt trà Ballad. Thì mình có hướng dẫn quạt trà Ballad tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5. Đấy, và sẽ tiếp tục. Và cái chuỗi bài giảng nữa là chuỗi bài giảng nhạc lý, các bạn có thể search nhạc lý cơ bản. Khi các bạn đã đánh tốt rồi, các bạn không biết tìm hiểu gì, các bạn có thể tìm hiểu thêm nhạc lý để các bạn hiểu về nhiều điều nữa mà các bạn có thể theo dõi. Đấy, thì hôm nay thì mình quay các bài giảng tiếp theo về quạt trà Ballad. Bài trước thì mình đã hướng dẫn quạt trà Ballad, nếu như anh đến tập 1 rồi, thì trước khi đến cái clip hướng dẫn quạt trà nếu như anh đến phần thứ 2 mà mình đã chơi trong clip thì mình sẽ chia sẻ với các bạn bài hôm nay. Bài hôm trước tại bài hôm nay cũng rất quan trọng. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 phần. Phần thứ nhất là chia sẻ cho các bạn cách cầm ống vẩy để quạt trà. Tại vì khi quạt trà nên các bạn quạt tốt rồi, các bạn nên kết hợp kỹ thuật quạt trà ống vẩy. Cái thứ hai nữa là sẽ chia sẻ với các bạn là cái vấn đề đà phách trong nhịp 44, vấn đề mà rất quan trọng mà mình quên, mình cứ nghĩ là chia sẻ rồi thì hôm nay mình sẽ nói. Cái thứ ba đó là một phần rất quan trọng, đó là chia sẻ với các bạn các thế tay của hợp âm 5, một loại hợp âm mà sử dụng rất nhiều trong chơi các bài nhạc rock, nó mang màu sắc rất là hay. Và với cái bài này thì mình sẽ ví dụ 2 bài, đó là bài của Hoàng Hải, tí mình sẽ nghĩ ra. Bài thứ hai là bài Thế Thôi của Hải Tuấn, nó có sử dụng cái tay này trong cái bản acoustic. Đấy, thì đầu tiên thì mình sẽ nói cho các bạn là qua về cách cầm ống vẩy để quạt. Thì chưa nói về tỉa, nhưng mà khi mà quạt thì các bạn nên chọn ống vẩy nó mỏng thôi, cũng không cần mỏng quá, nó rơi tầm 0,8 đến 1 cũng được, như móng của mình có 1 mm. Đây là ống vẩy của mình. Và muốn chơi ống vẩy thì các bạn biết cách cầm. Cầm ống vẩy thì khi mà các bạn cầm ống vẩy để quạt thì đây bạn sẽ để vuông góc. Đây là hướng trỏ. Và đây là cái ngón tay cái các bạn sẽ đặt. Đây là khi chưa có ống vẩy, và các ngón còn lại các bạn duỗi thẳng tự nhiên. Đây, đặt làm sao cho ngón trỏ và ngón cái gần như nó là vuông góc. Sau đó bạn sẽ đặt ống vẩy, đặt ống vẩy vào cái ngón trỏ này và ngón cái sẽ tỉ vào ống vẩy. Sẽ thòi ra một đoạn, làm sao khi các bạn đánh các bạn cảm cái đoạn đấy là thoải mái là được. Thường qua thì các bạn để thòi ra một đoạn dài một chút, nhưng khi tỉa có thể ngắn hơn là gì. Thì đây các bạn nhìn vuông góc này. Đấy, cầm này. Trong quá trình đánh thì ban đầu các bạn đánh còn nó có thể nó sẽ bị đảo hướng đi, lệch đi khỏi cái hướng ông chọn, thì các bạn hãy mỗi lần lệch như thế các bạn lại chỉnh lại. Ban đầu như vậy thôi, cái gì vậy, khi tiếp xúc một cái mới các bạn đang quạt chả bằng 5 ngón tay, bây giờ các bạn quạt chả bằng móng rất là khó, nhưng các bạn cố gắng quạt đi. Và đặc biệt khi quạt ống vẩy, các bạn sẽ đây, các bạn sẽ quạt chéo, các bạn không quạt thẳng như này, không quạt thẳng như này, nó sẽ hơi chéo một chút, đây. Chéo này, lên. Và điều lưu ý khi quạt chả ống vẩy, các bạn muốn quạt mà nó không ráp vào dây ấy, thì các bạn phải quạt thứ nhất là biên độ nó rộng ra, biên độ dao động nó rộng ra. Cái thứ hai nữa là cái lực tác động trên các dây nó phải đều nhau, giống như kiểu lướt qua cái dây, lướt. Đây, mà mình sẽ ví dụ đây là các bạn quạt trà không lướt, đánh nhiều bát này, chép. Và khi mình lướt, các bạn sẽ thấy được tiếng loạt xoạc của ống vẩy. Cái tiếng loạt xoạc nó chỉ tiếng loạt xoạc là do cái tiếng nhựa nó tiếp xúc với cả dây đàn. Và bạn đánh lướt qua, đây là các dây, các bạn đánh lướt qua các dây với lực bằng nhau, lướt nhẹ qua thì tiếng nó sẽ được cái tiếng đấy. Còn chỉ cần các bạn đánh mạnh ở cái khoảng dây nào sẽ không được tiếng đấy. Cho nên việc đánh bóng người các bạn phải thực sự cảm nhận đấy. Và các bạn ban đầu các bạn giữ bóng người các bạn cũng phải để làm sao mà nó có cái độ lay động bóng người này. Thì các bạn cứ tập quạt cho mình điệu Ballad chẳng hạn, các bạn xuống này, xuống này, lên xuống, lên xuống, 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 lên xuống, đánh lướt. Cái khó nhất khi cầm ống vẩy quạt đó là các bạn đánh, các bạn thường quạt mạnh quá thì nó sẽ bị rắt máu ở vị trí dây ở đó. Và các bạn quạt, ví dụ như đây là 6 giây. Các bạn quạt, cái hướng quạt của các bạn đập mạnh vào khoảng dây bát, lập tức máu sẽ đi sâu và nó sẽ dắt. Còn ví dụ đây là 6 giây là như một cái quãng đường. Thì đây, các bạn quạt trên cái quãng đường này, thẳng này, thì lực đều 6 giây. Các bạn có thể về các bạn tập bổ trợ vào cách các bạn cầm ngón bên tay trái, các bạn chạm vào các dây để cho dây bị cân, cầm tập được cả ban đêm. Và các bạn sẽ xuống này, xuống, lên, xuống, lên. Tập bổ trợ làm sao mà nếu mà các bạn mạnh nó sẽ bị này. Đấy, dắt móng luôn. Các bạn chỉ lướt này. Ngón tay xòe ra để mà mình mở cái móng ra mình quạt. Đấy, mỗi lần nó bị lệch như này thì các bạn lại điều chỉnh nó lại để cho làm sao là móng, hướng móng phải trùng với cả hướng ngón trỏ. Đấy, dần dần sẽ quen. Các bạn lên tập về tiết tấu ballad, còn trả ballad và với một cái tốc độ chậm thôi. Đây, nhẹ thôi. Tay chéo, biên độ rộng, lực tác động trên các dây cân bằng và cảm giác lướt qua các dây với một lực đều nhau nhất thì tiếng móng quạt sẽ rất là hay. Và một thời gian rất là dài các bạn sẽ quen. Ban đầu ai cũng vậy, ai cũng buồn móng, ai cũng lệch móng, chuyện bình thường. Nhưng khi quạt quen các bạn điều chỉnh được lực móng sao cho móng cứ lệch đi tí lại về vị trí ban đầu. Thì cái đấy nói trước để kéo có những bạn sẽ nản. Nhưng cầm móng tuyệt đối các lỗi thường gặp, các bạn hay chum hết tay này, cầm móng chum hết tay này, sau các lỗi như các sau các bạn còn thẳng này, thẳng xuống này, không đúng, còn chéo, này, chéo đi, chéo lên, lên cũng chéo, lên chéo, xuống chéo, này. Xuống lên, lực cổ tay thả lỏng cổ tay. Lực rất đều này, lướt trên các dây, không quạt thẳng và không cầm móng chắc quá, tại vì nó vẫn phải có cái. Khi các bạn cầm móng chắc quá là các bạn đang bị ngựa. Các bạn phải cầm móng lỏng để làm sao các bạn cảm nhận được móng đang tiếp xúc với dây đàn. Đây, như mình cần cảm nhận móng tiếp xúc với từng dây một. Biên độ này